Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Cường Kiên Thân. Và như một số người có thể là chưa biết thì mình là Cường Kiên Thân, mình là chủ của Snake Hà Đông và mình là người... Thế chẳng nhẽ là chó? Thôi đùa đấy, mình là người hay lên YouTube để làm những cái clip liên quan đến việc hướng dẫn vệ sinh giày, hướng dẫn cái này hướng dẫn cái kia, và mình làm một số cái clip để giới thiệu rất nhiều sản phẩm hay ho dành cho tất cả những anh em ở trên YouTube cũng như là trên Facebook của bản thân mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái rất đặc biệt, đó là một cái mà rất nhiều người đang gặp phải, đó là một căn bệnh kinh niên, đó là bệnh hôi chân. Mình chia sẻ thật như này nhé, thì bản thân mình cũng đã từng là một người bị hôi chân rồi. Mình cũng đã từng bị hôi chân và hôi chân rất là nặng luôn, và mình đã chữa được bằng cái cách này. Và let's go, ngay bây giờ thì mình sẽ vào với cả những cái sản phẩm có thể từ thiên nhiên, có thể là từ mua, và nó cũng có thể giúp hỗ trợ các bạn chữa được căn bệnh hôi chân một cách hiệu quả từ cấp độ 1 đến cấp độ thối chân không ai có thể ngửi được. Ngay bây giờ sẽ vào ngay clip thôi. Đầu tiên là với những người bị hôi chân ở cấp độ đầu tiên là cấp độ 1, tức là cái cấp độ mà bản thân những người xung quanh họ vẫn cảm thấy là ok, hơi khó chịu tí thôi nhưng mà không sao cả. Thì còn bản thân mình thì cảm thấy rằng là lúc thì hôi, lúc thì không hôi ấy. Và cái hôi chân này nó có thể chấp nhận được thì có thể sử dụng một cái cách rất là đơn giản thôi. Ở trên tay mình đang là một cái bát, và phía bên trong nó là bột gạo rang. Thì anh em có thể rằng là sử dụng cái bột gạo rang, và nên sử dụng cái bột gạo rang mà đã rang rất là kỹ nhá. Bởi vì là anh em biết rằng là cái bệnh hôi chân ấy, nó đến từ cái việc đấy là cái tuyến mồ hôi của chúng ta nó tiết ra quá nhiều, và cái tuyến mồ hôi này nó có vấn đề. Chính vì thế nên là cái bột gạo rang này nó sẽ giúp hút ẩm, và chúng ta sẽ sử dụng bột gạo rang này cộng với cả một thứ nữa. Thì ngay bây giờ mình sẽ khui cái thứ đấy ra. Cái thứ này là một cái sản phẩm này được gọi là phấn rôm trị hôi chân đến từ Thái Lan. Và mình mua cái này ở trên Shopee với giá chỉ có là mấy chục nghìn thôi, 2-3 chục nghìn gì đấy. Mà ngay bây giờ thì mình sẽ khui cái sản phẩm này ra trước nhá. Đầu tiên là mình sẽ khui cái sản phẩm này ra. Đây. Đó. Đến từ Shopee và mua ở GNT nhé. Đây là cái mà sử dụng cho người hôi chân ở cấp độ đầu tiên, cấp độ 1. Và đây là sản phẩm của chúng ta này. Đây là một cái bột, gọi là bột đến từ Thái Lan nhé. Bột này là bột phấn rôm đến từ Thái Lan. Và chúng ta sẽ làm như thế này. Đầu tiên này là chúng ta sẽ mở cái này ra. Sau đấy là với cái sản phẩm gạo rang, bột gạo rang như thế này, thì chúng ta sẽ lắc cái này vào và trộn với cả bột gạo rang nhé. Bột gạo rang, chúng ta sẽ có một cái hỗn hợp ấy, một cái hỗn hợp giữa bột gạo rang, đây bột gạo rang và phấn rôm nhé. Chúng ta sẽ làm như thế này. Sau đây chúng ta trộn tất cả mọi thứ lên. Đối với cả những cái sản phẩm, giày, ví dụ như là con gazelle như này thì nó có thể tháo được lót ra ấy. Thì chúng ta sẽ tháo lót ra. Sau đấy là ở phía bên trong giày nhá, là chúng ta sẽ rắc cái hỗn hợp này vào. Cố gắng là cái phần gạo rang là chúng ta dã cho nó kỹ nhá. Sau đây chúng ta ấn cái lót xuống mà chúng ta lắc đôi giày, để đến khi nào ấy mà cái phần gạo rang và cái phần phấn rôm ấy nó kín hết ở trong giày là được. Đây là đối với cả những cái người mà hôi chân ở cấp độ nhẹ nhá. Cấp độ nhẹ là có thể chấp nhận được ấy. Thì đây là cái cách đơn giản nhất. Và khi mà các bạn đi vào trong này thì chỉ trong vòng 1-2 tuần thôi là các bạn hết sạch mùi hôi chân. Đó, đó là dành cho người cấp độ đầu tiên. Đây là một cái cách rất là đơn giản. Tiếp theo là dành cho những người ở cấp độ 2, tức là cấp độ mà hôi chân mà những người xung quanh cảm thấy khó chịu. Bản thân chúng ta thì chúng ta có thể chấp nhận được, nhưng mà người xung quanh cảm thấy khó chịu, cái thằng này hôi chân quá, tháo giày ra là tất cả mọi người đều chạy ấy. Thì chúng ta sẽ sử dụng cái sản phẩm này. Đây là một trong số những cái sản phẩm mà không phải mua ở trên Shopee. Bây giờ cái gì cũng mua hết ở trên Shopee đúng không? Cái sản phẩm này là mình đã dùng này,
mình đã dùng và mình có cảm thấy là nó có hiệu quả trong suốt cái khoảng thời gian mà mình dùng. Đây là một lọ dầu dừa nhé, một lọ dầu dừa nhé. Chúng ta sẽ sử dụng cái lọ dầu dừa này như thế nào? Tức là trước khi buổi tối ấy, là trước khi chúng ta đi ngủ là chúng ta sẽ sử dụng dầu dừa để bôi vào chân nhé. Cái này nó sẽ giúp cho da chân của chúng ta, thứ nhất là giúp cho da chân của chúng ta mềm hơn này, và cái thứ hai nữa là giúp cho cái hệ thống thoát mồ hôi của chúng ta ấy, nó ổn hơn rất là nhiều luôn. Và nhớ là hàng đêm chúng ta sẽ làm bằng cách này, chúng ta sẽ sử dụng dầu dừa và bôi vào chân trước khi đi ngủ, và sáng hôm sau chúng ta đi giày bình thường nhé. Mọi thứ nó sẽ ổn hơn rất nhiều sau vòng 2 tuần. Đây là một trong số những cách cực kỳ đơn giản luôn. Cái dầu dừa này nhớ, mọi người nhớ này, là cái dầu dừa này là mọi người mua ấy, thì mọi người cố gắng mua dầu dừa nguyên chất nhé. Mua ở bất kỳ đâu cũng được. Và mọi người nhớ là mua dầu dừa nguyên chất. Dầu dừa nguyên chất thì nó sẽ có rất nhiều tác dụng liên quan đến bàn chân của chúng ta, và nó sẽ giúp cho chân của chúng ta mềm hơn là một. Và cái thứ hai nữa là da chân mềm hơn ấy, trắng hơn luôn, và nó sẽ trị được hôi chân một cách dứt điểm. Nhưng mà cái cách này ấy, thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian, và nó sẽ dùng rất là lâu, Tức là chúng ta sẽ phải mất 1 tháng để cảm nhận được cái hiệu quả. Không giống như phấn rôm là chúng ta chỉ mất 1 tuần thôi. 1 tuần là mọi thứ nó sẽ ok. Bởi vì là riêng cái phần của phấn rôm ấy thì nó đã có mùi rồi. Nó đã có mùi rồi và nó cũng át được cái mùi hôi chân rồi. Thế nên là cái phấn rôm nó sẽ chỉ sử dụng cho những người nào mà lười là một. Và cái thứ hai đấy là sử dụng cho những người nào mà thích cái mùi của phấn rôm thôi. Còn cái dầu dừa này là chúng ta sẽ phải sử dụng liên tục trong vòng 1 tháng. Chúng ta sẽ thấy hiệu quả. Và ngay bây giờ thì sẽ đến cách thứ ba. Đây là cách dành cho những người mà hôi chân dã cả man luôn. Hôi chân mà đến bản thân mình cũng không thể nào mà chấp nhận được cái bệnh hôi chân của mình. Thì đây là cách thứ ba. Let's go. Ở cái cách thứ ba này thì mình đã phải ra ngoài và mình đã phải đi mua cái đồ này ở bên ngoài. Đây là một sản phẩm đến từ thiên nhiên thôi. Thế nên là sẽ rất là dễ kiếm, ra ngoài chợ lúc nào cũng có thể kiếm được. Đó là một củ gừng. Một củ gừng như thế này. Chúng ta chỉ cần một củ gừng thôi nhá. Và một quả chanh. Đó, một quả chanh như thế này. Cái cách này nó đơn giản như thế này thôi. Các bạn cắt quả chanh. Đầu tiên là các bạn cắt quả chanh nhá. Mình sẽ làm luôn ở trên cái clip này luôn để cho mọi người xem. Đây, ở cái cách này ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng dung dịch bao gồm là gừng này, gừng tươi. Chúng ta sẽ có gừng tươi nhé. Chúng ta sẽ có gừng tươi như thế này. Sau đấy là chúng ta sẽ cần một miếng chanh. Và sau đấy chúng ta sẽ vắt nước chanh vào cái dung dịch này. Nếu mà có cả mật ong nó thì tốt, bởi vì mật ong nó có vitamin và có thể kiểu kháng khuẩn đấy. Chất của mật ong là kháng khuẩn. Về bản chất ấy, là cái bệnh hôi chân ấy, nó sẽ liên quan đến cái việc là vi khuẩn nó gây ra cái mùi hôi, và cộng với cả cái tuyến mồ hôi của chúng ta nó ra quá nhiều ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng cái dung dịch này. Chúng ta sẽ có một cái dung dịch bao gồm là chanh, mật ong và gừng. Nếu sau đấy là chúng ta sẽ lắc đều lên. Nếu không có mật ong thì cũng được thôi, không sao cả. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng cái dung dịch này nhá. Sau đó chúng ta trước khi đi ngủ ấy là chúng ta bôi vào chân. Cái cách này ấy thì nó sẽ sử dụng cho những người mà bị bệnh hôi chân kinh niên lâu năm. Chúng ta sẽ có một cái dung dịch kiểu như thế này. Và nhớ này, trước mỗi buổi tối ấy, trước khi mà chúng ta đi ngủ ấy, chúng ta ngâm chân với cả nước ấm với cả gừng nhá. Nước ấm với cả gừng. Còn cái dung dịch này là dung dịch để chúng ta bôi vào chân. Và sau đấy là chúng ta sẽ đi ngủ. Cái cách này nó có tác dụng rất là nhanh. 10 đến 15 ngày là nó có tác dụng rồi. Nó sẽ ngăn cản toàn bộ cái mùi hôi chân của các bạn. Và hãy sử dụng cái dung dịch này một cách đều đặn và thường xuyên. Bôi vào chân xong đấy để khô, đi tất vào và đi ngủ. Sáng hôm sau thì không còn mùi hôi chân nữa đâu, trong vòng 10 đến 15 ngày. Đây là một cái cách mà rất là nhiều người hướng dẫn. Tuy nhiên rằng là rất là nhiều người họ bôi vào chân ấy, và họ nghĩ rằng là kết quả nó sẽ xuất hiện ngay ấy. Nhưng mà thực ra là với bất kỳ cách gì thì chúng ta cũng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để có thể đạt được hiệu quả nhé. Và đấy là ba cái cách. Đây là ba cái cách mà có thể chữa được mùi hôi chân một cách dứt điểm. Và mình là một minh chứng rõ ràng cho việc một người hôi chân dã cả man luôn. Dã cả man và không... cảm giác là không thể chữa được, nhưng mà về sau thì chính bản thân mình đã tự chữa được bằng những cách này. Và hy vọng rằng là khi mà anh em áp dụng mà anh em cảm thấy có hiệu quả thì nhớ comment ở phía bên dưới để cho mình có thể chúc mừng anh em là anh em đã chữa khỏi bệnh hôi chân cho mình nhé.
Và ngay bây giờ thì sẽ đến những nguyên tắc cần phải có khi chúng ta chữa bệnh hôi chân. Nguyên tắc đầu tiên của việc chữa bệnh hôi chân đó là luôn luôn phải giữ chân sạch sẽ. Chúng ta sẽ phải giữ chân sạch sẽ bằng cái cách là chúng ta sẽ rửa chân thường xuyên. Đối với một người đi giày mà gần như là 90% cái khoảng thời gian ở trong ngày của mình trừ thời gian ngủ của mình đi giày thì các bạn luôn luôn phải giữ chân sạch sẽ. Thứ hai, nguyên tắc thứ hai là luôn luôn thay tất và nhớ là phải lựa chọn những cái tất mà có độ thông thoáng cao. Giống như bản thân mình thì ở đây mình không có cái đôi tất nào để cho mọi người có thể xem. Nhưng mà có rất là nhiều cái sản phẩm ấy mà bán ở trên thị trường và nó có hỗ trợ cái việc là chống hôi chân. Mình cũng đã mua một cái sản phẩm về để mình test thử rồi, bây giờ mình sẽ cho anh em xem nhá. Đây là sản phẩm của chúng ta. Thì mình không bán hàng cho Shopee nhưng mà mình lại thích, rất thích. Mình bị nghiện ấy, mình bị nghiện mua hàng ở trên Shopee. Thế nên là sẽ cái gì cũng thế, mua hết ở Shopee. Đây là một sản phẩm tất chống hôi chân và một cái combo gồm có thế nào, một combo không biết bao nhiêu đôi nhưng mà giá của nó chỉ có 80.000 thôi, 80.000 cho sản phẩm này. Và có một điều đặc biệt là sản phẩm này mình cảm giác là nó gói như kiểu gói thuốc phiện. Rồi, ngay bây giờ thì mình sẽ bóc ra cho anh em xem nhé. Cái sản phẩm phấn rôm kia nó cũng là sản phẩm chống hôi chân luôn nhé. Và tí nữa mình sẽ để link ở phía bên dưới nếu anh em muốn tham khảo. Cái sản phẩm này thì nó là một cái combo tất chống hôi chân. Thực ra là từ trước đến giờ mình đi giày và mình đi dép thì mình sẽ chỉ đi tất, kể cả là đi tất luôn, là mình đi tất của những cái thương hiệu chính hãng như là Champion, Nike các kiểu. Nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái combo tất chống hôi chân đến từ Nhật Bản, hàng xuất Nhật Bản. Cái này cũng khá là rẻ thôi, mình cũng không biết là bao nhiêu đôi nhưng mà mình mua với giá có 80.000. 2, 4, 5, 10 đôi tất. Cái sản phẩm này cũng có thể đem đi tặng được, mình thấy nó đóng gói các thứ nó rất là đẹp. Đó, thì đối với cả tất cả những cái đôi tất kiểu như thế này ấy thì nó sẽ có tác dụng. Đây, mọi người nhìn nhá, là đối với cả những cái đôi tất kiểu như thế này, nó dày hơn cái đôi tất 1.000 hôm trước mình giới thiệu rất là nhiều luôn. Là một, và cái thứ hai nữa là cái độ thông thoáng của nó ấy. Đây, cái độ thông thoáng của nó rất là tốt. Này, co giãn cũng rất là tốt. Đó, mình cũng chưa đi thử đôi này bao giờ nhưng mà mình thấy là rất là nhiều comment ở phía dưới của Shopee ấy là sản phẩm này là một sản phẩm rất là tốt. Thế nên là mình mua về để mình review, mình xem thử cho anh em luôn. Đây, nó gồm có 2 màu trắng, 2 màu xám, 2 màu đen và 2 màu xanh than như thế này. Nó là một combo mà chỉ có 60.000 thôi. Thực ra là mình nghĩ rằng là cái sản phẩm này nó cũng không có nhiều tác dụng trong cái việc chống hôi chân đâu. Mình thấy là nó chỉ là một sản phẩm cốt tông bình thường ấy, một sản phẩm cốt tông bình thường, nhưng mà nó là một sản phẩm mà có thể giúp các bạn, hỗ trợ cho các bạn cái việc đấy là đi một đôi tất thông thoáng mà không có sự lựa chọn nào cả. Đây, còn đây là đôi tất mà mình đi. Đôi tất mà mình hay đi là đôi tất này. Đôi tất này thì không bán ở trên Shopee mà mình mua của Champion Việt Nam luôn, Champion chính hãng. Thì đây là một đôi tất Champion. Đó. Thì đôi tất này từ khi mà mình thay những cái đôi tất kiểu như thế này đi ấy thì mình thấy là cảm giác là không còn hôi chân nữa, và tất cả những người xung quanh mình họ đều kiểu bảo ui sao giờ này không còn hôi chân nữa à, đấy kiểu như vậy. Thì mình sẽ cố gắng để tìm ra cái link mua sản phẩm này ở trên một cái chỗ nào đấy khác để dành cho anh em. Còn nếu anh em muốn mà mua được những cái đôi tất mà giá rẻ bình thường mà nó có độ thông thoáng cao ấy thì là hãy lựa chọn cái sản phẩm kiểu như mình vừa nói nhé, là cái sản phẩm mà combo tất kìa. Còn cái tất mà hôm trước 1.000 ấy thì chỉ mang tính chất là đi cho vui thôi, chứ còn nó không mang tính chất là đi để ok. Bởi vì mình đi rồi mình cảm thấy rằng là nó đi bình thường thì được, nhưng mà nó không có chống hôi chân và nó cũng không có hỗ trợ nhiều lắm trong việc chữa hôi chân. Thế nên là mọi người mua về để đi bình thường thì được nhé, còn đi kiểu yêu cầu nó quá cao thì hãy lựa chọn sản phẩm của bên này. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đến với Cường Kiên Thân, và hy vọng là sẽ được gặp mọi người trong những clip tiếp theo để hướng dẫn về phần mềm Adobe, phần mềm chỉnh sửa hình ảnh video, hướng dẫn quay vlog, hướng dẫn chữa hôi chân, hướng dẫn vệ sinh giày. Nói chung là tất cả những thứ liên quan đến đôi chân của mình thì mình sẽ cố gắng làm rất nhiều clip để phục vụ anh em.
Cảm ơn anh em rất là nhiều đã đến với Cường Kê Thân, và hẹn gặp lại anh em ở trong những clip lần sau. Bye bye.